Hào quang kim cương của bạn, đó là trang sức vô giá. Hào quang kim cương của bạn được tạo thành bởi sự kiên định cam kết lựa chọn tình yêu của bạn. Bạn hiểu rất rõ ràng, tình yêu dồi dào vô tận sẵn có bên trong bạn. Cho nên bạn nỗ lực không ngừng trong việc cung cấp nó cho bản thân mình, hỗ trợ đắc lực cho bản thân ngày càng phát triển tích cực, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Và bạn còn mở rộng tình yêu để cung cấp nó cho thế giới xung quanh bạn, làm cho cuộc đời này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Khi mọi người nhìn thấy bạn cư xử với ai đó, cứu người trong cơn hoạn nạn, giúp đỡ người trong lúc khó khăn và thể hiện năng lượng tình yêu dồi dào của bạn qua việc trao dồi lòng từ bi, trao nó cho tất cả những người xung quanh bạn. Mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, hào quang của bạn đang phát sáng rực rỡ, vẻ đẹp nội tâm của bạn đang tỏa sáng rực rỡ, vẻ đẹp của trái tim nhân hậu, lòng nhân ái, lòng từ bi, giàu lòng trắc ẩn. Đó là những phẩm chất tích cực khiến bạn luôn tỏa sáng hào quang của mình. Hào quang của bạn truyền năng lượng tích cực đến thế giới xung quanh bạn, đến tất cả những nơi bạn đến, đến tất cả những người bạn gặp, là một mỏ neo của nguồn năng lượng rung động cao, hỗ trợ cho tất cả mọi người ngày càng phát triển tích cực, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.